Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Peo. Ở tập trước thì các bạn có thể thấy là đấy, mình đã làm một cái thang máy các bạn ạ. Nhưng mà tuy nhiên là cái thang máy này nó có một cái vấn đề đây. Một cái vấn đề nó khá là nghiêm trọng các bạn ạ. Dành cho bạn nào mà chưa biết thì cái thang máy này hiện tại nhá. Nếu mà các bạn đi lên đi xuống từ khoan đã đấy. Các bạn đi lên không? Xong các bạn đi xuống không? Đấy, các bạn mà không xài Cindy hoặc là kể cả các bạn có xài Cindy thì các bạn vẫn mất máu bạn ạ. Đấy, mất một lượng máu khá là nhiều đây. Hiện tại mình sẽ test lại thử cho các bạn cái vấn đề mà cái thang máy gặp phải nhá. Đấy, thì có rất là nhiều bạn có ý kiến là anh mèo béo thử làm để ô nước ở dưới đi, anh mèo béo thử để các tinh thể lưu hình ở dưới đi, thì mình cũng đã test thử tất cả những cách đấy rồi thì đều không thành công các bạn ạ. Nhưng mà tuy nhiên là tôi nhận ra một cách mới, một cái cách gọi là VIP Pro xịn sò con bò luôn. Thì cách đấy như nào thì các bạn cùng đón chờ video sau đây các bạn nhá. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký cho kênh ủng hộ mèo béo các bạn nhá. Rồi thì tập này mình sẽ trang trí lại cái thang máy này, với cả mình sẽ đấy cải tiến thang máy hơn bạn ạ. Đây mình sẽ test lại cho anh em cái vấn đề mình gặp phải đấy, đi lên rất là bình thường. Nhưng mà khi đi xuống đấy, chúng ta sẽ phải trả giá bằng mạng sống các bạn ạ. Trời ơi, có bạn có tin được không, trả cho các bạn sống khi mà chỉ đi thang máy thôi bạn ơi. Đây, bây giờ tôi sẽ nâng cấp nó lại bạn ơi. Anh em cứ bình tĩnh, đợi xíu. Mình sẽ nâng cấp lại cái thang máy này bạn ạ. Xuống này. Đó, đây cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải bạn ạ. Đấy, ok. Rồi thì bây giờ cách cải tiến nó rất đơn giản đấy bạn ạ. Thực sự là cực kỳ đơn giản luôn á. Mình mới test thử cho sáng tạo rồi. Thì chúng ta chỉ việc chế một cái này nó gọi là cái gì nè. Hình như bị thiếu gỗ à? Hình như tăng thiếu gỗ bạn ạ. Cái này cần gỗ bạn ạ. Anh em đợi tí đi lấy gỗ đã. Trời ơi, đi kiếm gỗ bạn ơi. Đi kiếm gỗ đã. Thì thật ra cách này mình cũng có tham khảo qua một vài bạn bình luận bảo là anh mèo béo hay áp dụng cái này đi, thì cách này là tuyệt vời lắm, xịn sò lắm đấy, mà cực kỳ đơn giản luôn đấy. Chỉ cần gỗ thôi bạn nhá. Đây, mình sẽ chế gỗ đi. Đó, mình coi lại công thức nào. Chỉ cái này cần cái gì nữa. Đây, rất đơn giản đó, chỉ cần cái này bạn ạ là xong đó, đơn giản vậy thôi. Anh em chắc là cũng hiểu qua nữa, anh em nhìn cái này chắc là cũng hiểu qua rồi đúng không? Đó là các bạn chỉ cần để cái thang vào đấy, khi mà bạn di chuyển lên không thì di chuyển xuống không thì sẽ dính vào cái thang, sẽ không bị rơi đấy, rất là đơn giản bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đến tính là cải tiến lại cái này này. Cái này là gỗ thông nhỉ? Chết rồi, cái này là gỗ thông mà ta. Mình đang tính là cải tiến lại cái gì nhỉ? Cái thang máy bạn ạ, mình sẽ làm một cái giống như kiểu một cái buồng đi cho đẹp. Hiện tại cái thang máy trông nhìn nó hơi bị của bác bạn ạ. Đây, cái cải tiến thì chắc hẳn con cũng biết rồi đó, chỉ cần để một cái cái cầu thang xung quanh thôi là xong, rất là đơn giản luôn. Đây, mình cứ đi lấy thêm ít gỗ bạn ạ. Mình phải lấy thêm một chút gỗ nữa, anh em đợi xíu đi kiếm thêm một vài miếng gỗ thông. Có con thợ săn nhân này. Chào bạn, ok bạn nhá. Rồi, chặt thêm tí gỗ đi. Ấy, ôi dồi ôi, gỗ ở dưới rồi. Ok này, tổng khoảng là 16 miếng gỗ à. 16 miếng gỗ đủ chế 32 cái, 32 cái mình nghĩ cũng đủ đấy nhở. 32 cái chắc là đủ đấy, thôi kiếm thêm tí nữa đi. Nhớ chẳng may thiếu, thừa luôn thiếu bạn ạ. Ok bạn á, rồi. Chế thêm này. Ok bạn ơi, đây. Bây giờ thì mình sẽ về mình nâng cấp lại bạn ạ, nâng cấp lại cái thang máy bạn ạ, nâng cấp đồng thời là trang trí cho nó đẹp hơn bạn ơi. Nhảy. Ok này, đây. Thì để mà chúng ta không bị chết á, rất đơn giản thôi. Bạn chỉ cần để một cái gọi là cái gì nhỉ? Đây. Bạn để cho mình cái này. Đó, bạn để cái thang lên. Xong. Đấy. Chỉ cần thế này thôi. Như này là xong bạn ạ. Đó. Rất đơn giản đúng không? Đấy, cực kỳ đơn giản luôn. Thế này khi mà các bạn xuống sẽ không bị mất máu. Đây mình sẽ bỏ Cindy này, xài giáo sư này. Đấy, khi bạn di chuyển các bạn rơi không? Nó sẽ dính một thang. Đấy, anh em chắc là hiểu qua đúng không? Đây, đứng gần cái thang này, bấm này. Đấy, anh em đó, nó sẽ dính vào cái thang bạn ạ. Không thể làm mất máu được các bạn ơi. Ui, đúng là một cách cải tiến cực kỳ đỉnh cao luôn bạn ơi. Đó, an toàn luôn. Ê, anh em tìm VIP Pro chưa? Ui, cái khó lo cái phone. Cũng mà rất là cảm ơn những bạn đóng góp ý kiến á. Đấy, bạn nào mà có khá nhiều bạn đóng góp cho mình ý kiến là để cái thang ở giữa như này. Ok, rồi, rất là cảm ơn các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ nâng cấp tiếp tục cái thang máy này bạn ạ. Hiện tại cái thang máy này đang là số tên gì ấy, số... nhờ, nó đang là số lẻ, số chẵn à. Thế thì mình sẽ không để ở giữa được nhờ. Đúng các bạn ơi. Bây giờ phải thiết kế lại cái này một chút các bạn ạ. Chúng ta phải chỉnh lại cái này một chút. Đấy,
Mình sẽ đào này đi. Ok, mình sẽ làm thêm một ít sàn nữa bạn ạ. Mặt sàn mình sẽ làm cho rộng lên một chút nữa bạn ơi. Đây, như này. Thế này thì khi mà lên trên sẽ bị dính vào đây này. Nhưng mà không sao, cũng được. Vẫn là ok bạn á. Đó, bây giờ sẽ làm một cái buồng. Để mà làm cái buồng nó không bị dính vào trên này á. Thì đầu tiên là từ từ đó. Mình phải đập đập. Anh em đợi tí, mình đập cái trên kia đó. Tôi phải đập đập cái này này. Nó sẽ bị dính vào đây này. Đó, quấy bắp bạn lại chỗ này này. Đấy, hiện tại đang bị dính vào đây à? À, ok luôn rồi. Hiểu rồi, đây mình sẽ phải chỉnh lại cái chỗ này bạn á. Chỗ này phải chỉnh lại này để nó không bị dính các bạn ơi. Đấy, chúng ta sẽ phải chỉnh lại cái chỗ này, toàn bộ chỗ này luôn. Đấy. Cái này mình sẽ phải thay bằng cái đá, đá nung. Đấy, thay hết bằng đá nung bạn nhá. Đấy, khá là nhiều đá nung luôn. Ok. Rồi thì tương tự chỗ này cũng thế. Chỗ này nhờ phải thay hết bằng đá nung lại bạn ạ. Đó. Mình hình như mình thiếu đá nung cái này. Trời ơi, chắc lát nữa phải đi lấy thêm đá nung bạn ơi. Lát nữa phải lấy thêm đá nung bạn ạ. Cái đá này đá nung ra này. Đấy, để nó không bị dính. Mình có thể xây như này đúng không? Xây cái buồng như này. Đúng, chúng ta có thể xây cái buồng. Một cái buồng, ok. Cũng được. Đúng rồi, chúng ta có thể xây cái buồng các bạn nhé. Đúng rồi, ok. Mình nghĩ là mình sẽ xây một cái buồng ở đây đi. Đó, ok này. Chỗ này sợ bị dính đúng không? Phải thay hết bằng cái đá chống dính. Chỗ này phải thay bằng đá chống dính bạn ạ. Nếu không nó lôi cả căn nhà đi đấy. Hơi toang đấy. Ok, rồi. Đấy, thế này là ổn bạn ạ. Thế này chắc là ok rồi này. Thế này mình sẽ để cái này luôn. Rồi. Chỗ này mình sẽ làm. Đây. À, phải làm chống dính ở đây nữa nhở. Nếu thế chúng ta phải làm chống dính ở cái phần này nữa để phòng bị dính không ta? Khá là sợ bị dính bạn ạ. Đập mất cả lá cây này. Ok này, đó. Cái chỗ này thì mình sẽ cải tiến nó bằng cách bịt lại hết cái này đi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ bịt lại hết cái này các bạn ạ. Rồi, ok. Có vẻ là ổn đấy bạn ơi. Được. Chỗ này mình sẽ làm một cái cửa bạn nhá. Làm một cái cửa ở đây là hợp lý này. Mình coi thử xem là chế cái cửa em nào. Chế tạo cái cửa không, xem có cửa này đẹp không ta. Đây, mình có cái cửa này. Cái cửa này cần cần gạt cơ, không ổn lắm bạn ạ. Cửa này không ổn. Như cần thêm cành cây. Đây đây đây, cửa này khá ok này. Rồi, đây. Chúng ta sẽ làm như này. Đó. Hợp lý bạn ơi. Chết giờ hết gỗ thông à? Hình như là hết gỗ thông bạn ạ. Chỗ này là chắc để tạm gỗ cây ăn quả đi nhở. Ở đoạn này đây, mình sẽ để cái thang ở đây. Đấy, cải tiến bạn ạ. Bước cải tiến mới. Đấy, ok, bậc thang máy. Rồi. Chỗ này là cửa mở vào này, đi vào trong này. Đặt cái cửa ở đây này. Ok. Rồi, đoạn này mình sẽ dùng cái gỗ này đi. Đó. Ok bạn ơi, rồi. Trông có vẻ là ổn, bạn mà bấm nút này. Sao không xuống nhở? Hình như có gì đấy nó không đúng bạn ạ. Nó bị kẹt cái gì à? Là không xuống nhở? Nó không xuống nè. Có cái gì đấy nó đang không không được đúng lắm bạn ơi. Ái già, từ từ nha. Có vẻ như dính vào lá cây à? Hình như dính vào cái lá cây này nên là không xuống các bạn ạ. Hình như trên này có bị dính không ta? Cái này trông nhìn cũng phải nguy hiểm ấy nhở. Cứ bỏ bớt đi bạn ơi, cho an toàn. Ok, thử điều chỉnh lại bạn nhá. Mới xuống mình điều chỉnh lại này. Ok các bạn ơi, mình đã cải tiến xong cái thang máy các bạn ạ. Đói, ok chưa anh em ơi. Nè, bây giờ lên xuống thoải mái này. Đói, đóng cửa bạn này. Ở đây, mình sẽ để một cái nút bên này. Anh có bấm này. Lên, đấy, cực kỳ xịn sò luôn bạn ạ. Đó, an toàn luôn nhá. Lên không sợ bị dính luôn bạn ơi. Đây, khi mà lên chúng ta đi vào cái đường này đi ra này. Đấy, đi ra này, không sợ bị chạm vào cái nút. Mình mới chỉnh cái nút này nó thụt vào trong một lỗ bạn ạ. Đó, ok, đi ra bên này này. Đấy, lúc đấy là hóa ra ấy, ở dưới này bị dính một cái sàn gỗ ở đây. Bảo sao là cái này nó không xuống được bạn ạ. Mình có tính toán lắm rồi. Đó, thì ra là thế. Đấy, từ, miễn tính. Oh no.
Đây, mình đang tính lắp cái đèn mà đang tính lắp cái đèn vào đây này. Không biết là nên dùng cái băng gương hay là cái khối hình quang bạn ơi. Này, cái băng gương này không biết là nó có gì nhỉ? Nó có bị dính vào không nhỉ? Tôi cũng không biết được, để coi xem nó có lôi theo cả cái băng gương này được không. À, tôi coi thử test thử đã, mình sẽ test thử từng cái một nhá. Băng gương này. Ồ, được các bạn ơi. Wow, thế không đấy. Bây giờ trong cái thang máy cũng không sợ bị tối các bạn nhá. Đấy, rất là sáng luôn các bạn ạ. À, không sợ bị mất máu. Đấy, cải tiến. Ở đây như kiểu một cái bàn trò chuyện các bạn ạ. Đấy, ok. Hình như mình vẫn mất máu nhẹ nhẹ không nhỉ? Hồi từ a. À, đứng góc này không được. Đúng rồi, anh em phải đứng đúng góc nhá. Quên mất đứng đúng góc này không mất máu bạn ơi. Ở đây. Bấm cái nút lên này. Đấy, xong đi vào đây đứng này. Đó. Đứng sát bốn góc này vào là sẽ không bị mất máu nhá. Anh em mà đứng góc nhà này, còn anh em đứng góc này. Đấy là sẽ mất máu đấy. Khả năng cao là xe vẫn bị mất máu bạn ạ. Đây. Đứng đúng góc này không bao giờ mất máu được. Đấy, thấy không? Đứng ở đây này làm sao được? Ui, cái thấy không? Cái thang máy đang đi xuống này. Ok ok bạn ơi. Không thể đấy không? Đấy, không thể mất máu được bạn ạ. Wow, VIP Pro chưa? Ôi trời ơi. Quả thang máy nó gọi là chất lượng luôn bạn ạ. Đây mình sẽ bấm thử lên như nào đây. Trông nó như nào? Ui, được của nó phết được. Ôi, hoành tráng chưa các bạn ơi? VIP Pro chưa? Không lo bị dính. Rồi mình cũng ngồi cải tiến các thứ khá là mệt đấy bạn ạ. Nãy mình cứ ngồi thắc mắc mãi, ủa tại sao nó lại không lôi được cái thang máy đi lên, hóa ra bị dính cái ở dưới bạn ạ. Trời ơi, nó bị dính cái sàn gỗ ở dưới, mình ngồi đập đi đập lại đấy các bạn ạ. Đấy, thang máy hạ xuống này đó. Ok bạn ơi, hôm nay cơ bản chúng ta đã xây dựng xong cái thang máy rồi, anh em không còn lo mất máu bạn nhá. Ủa mình hết bánh mì giả chết rồi, hết đồ ăn rồi bạn ạ. Ôi chắc là lát nữa mình về đi ngủ bạn ơi. Đó, ok anh em thấy chưa? Đấy, anh em thấy quả thang máy mà béo nâng cấp như nào đấy, kể cả về tính năng lẫn độ thẩm mỹ bạn ạ. Này, chúng ta có thể trang trí lại cái thang máy này cho đẹp hơn một chút cũng được, bằng cách là chúng ta có thể dùng cái khối đèn băng hoặc là cái khối hình quang này bạn nhá. Đấy thì ok, chắc là video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp gì muốn mẹ béo làm dùng mình nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.